Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một chiếc loa đựng trục của hãng Marquee có tên là DLM12 với công suất 2000W. Với chiếc loa này chúng ta có thể hát trực tiếp với mic và đàn như mình đang làm ở đây. Thì mình sẽ cắm một chiếc mic vào loa và một cây đàn guitar vào loa và mình sẽ hát với effect có sẵn trên loa ha. Vâng, thì bây giờ để các bạn kiểm định âm thanh của chiếc loa này, mình xin hát một đoạn của bài Vẫn Nhớ. Trời chiều vàng u á, mà bỗng nhìn tận nơi xa, hai ao vô cái gọi người về xa xăm, quần tình xanh xao bờ biển xót xa. Rồi từng ngày qua, từ giờ sau là lời ca mà anh đã hát cho em, như thế nỗi trời vơi tràn. Ước muốn tình yêu theo mây vội bay. Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu. Có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua. Nếu đã lỡ phôi phai ngàn đời em không quay về đây. Vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời. Vẫn nhớ mãi một hình bóng xa. Kiểm định xong chất âm cũng như là chức năng, mọi thứ rất là linh hoạt của chiếc loa này. Vâng, chiếc loa đang có giá sale rất tốt đấy anh em. Mọi thắc mắc của anh em xin gửi về công ty hoặc là gọi theo số điện thoại. Cảm ơn anh em đã theo dõi video.